với sự nỗ lực giảm cầu các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật, ngày 27 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra lễ giảm mắt Bộ Hình ảnh Truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam. Bộ Hình ảnh nằm trong khuôn khổ Dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp. Dự án Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm hướng tới giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật thông qua gây tác động và làm thay đổi hành vi người tiêu dùng. Nhu cầu tiêu thụ các loại động vật hoang dã và sản phẩm từ chúng vẫn còn được ghi nhận đáng kể ở Việt Nam như để làm thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền, làm thú cưng, thực phẩm xa xỉ, quà tặng và các sản phẩm tiêu dùng khác đã thúc đẩy nạn săn bắt trái pháp luật trong nước cũng như gia tăng việc nhập khẩu các loại hoang dã và sản phẩm của chúng từ các quốc gia khác. Trong nỗ lực giảm cầu các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật ở Việt Nam, dự án bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, giới thiệu bộ thông điệp và hình ảnh sáng tạo hướng tới thay đổi hành vi người tiêu dùng. Theo đó, các tài liệu truyền thông này được thiết kế nhằm hướng tới các nhóm người dùng mục tiêu cụ thể là nhóm thầy thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền, người tiêu dùng nói chung, khách du lịch quốc tế, đối tượng trẻ em và cơ quan nhà nước. Những hình ảnh và thông điệp của dự án sẽ được lan tỏa qua mạng xã hội, truyền thông tới các nhóm đối tượng mục tiêu qua trưng bày ngoài trời tại các điểm có mật độ lưu lượng giao thông cao các sự kiện tương tác và các sáng kiến hợp tác với các đối tác bao gồm các sở ban ngành cơ quan tổ chức hiệp hội du lịch cũng như trong lĩnh vực y học cổ truyền